Chúng ta đang tăng viện trợ thêm 1/3 với khoản hỗ trợ bổ sung là 10 triệu bảng Anh. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang diễn ra và chúng ta phải ứng phó. Phải hỗ trợ người dân Palestine vì họ cũng là nạn nhân của Hamas. Cú sốc và sự giận dữ ở Israel gợi nhớ đến những cảm xúc ở Mỹ sau ngày 11 tháng 9. Điều đó đã kích động thể hiện sự đoàn kết và sức mạnh của Mỹ. Nó cũng dẫn tới một cuộc chiến chống khủng bố với một số sai lầm và tự hủy hoại. Israel có thể đang đi vào con đường nguy hiểm tương tự. Đó chỉ là hai trong vô số lời kêu gọi kiềm chế người Israel nhận được từ quốc gia được họ gọi là đồng minh, đối tác đáng tin cậy nhất sau khi quốc gia này phải hứng chịu cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 từ lực lượng Hamas. Quả thực, cho dù ở cách đó tới hàng ngàn, hàng chục ngàn km và không quan tâm đến bất kỳ cái gì được gọi là nhân đạo, người ta cũng không khó để mường tượng ra một viễn cảnh đen tối nhất có thể xảy đến. Không chỉ đối với một chính quyền Do Thái đang chịu sức ép của hận thù vùng đất Trung Đông nóng bỏng, mà còn là vận mệnh của cả nhân loại. Điều không ai mong muốn đó cũng chính là nội dung ngày hôm nay của Kiến thức quân sự. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, chúng ta cần phải nắm khái quát một số thông tin về nguồn gốc cũng như tình hình xung đột giữa Israel với lực lượng Hamas, Hezbollah, một nhóm vũ trang khác cũng do Iran hậu thuẫn, có năng lực quân sự gấp hàng chục lần Hamas, cùng với toan tính của những thế lực ngầm đứng sau từ giai đoạn 1948 đến ngày 10 tháng 10 năm 2023. Tất cả đã được trình bày trong video trước đây mà chúng tôi đã làm, đang được để link ở dưới phần mô tả. Trước đó, đừng quên ấn like và nút chuông để nắm bắt những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với các diễn biến kể từ ngày 10 tháng 10 vừa qua. Quân đội Israel đang tiến hành chiến dịch thanh kiếm sắt. Những chiếc tiêm kích đa năng thỏa sức quần thảo trên bầu trời, không kích ác liệt bất kỳ mục tiêu nào mà họ cho là đang có sự hiện diện của Hamas. Ở phía dưới, chính quyền Do Thái cũng đồng thời phong tỏa và cắt nguồn cung nhu yếu phẩm đến Gaza. Cuộc tấn công toàn diện có sự tham gia của hầu hết các lực lượng Israel bắt đầu được lên kế hoạch. Ở phía bên kia đại dương, Mỹ, quốc gia đồng minh của Israel, cũng là nước có tiếng nói ở Trung Đông, thay vì phát những lời kêu gọi sáo rỗng kiểu như "Chiến tranh là xấu lắm, đừng đánh nhau bạn ơi. Ở bất kỳ nơi đâu đều không cần chiến tranh. Những kẻ nào nhỏ yếu thì là giống con thỏ. Sao không yêu lại còn gửi đạn dược, vũ khí tới đồng minh và cảnh báo các bên đối địch không lợi dụng tình hình." Nhóm tác chiến tàu sân bay UDES Zero Airport đến Đông Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel và răn đe các nhóm vũ trang trong khu vực. Washington tuyên bố điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đến hội quân với USS Gerald Ford. Một nhóm đặc nhiệm Mỹ bắt đầu phối hợp với Israel để hỗ trợ tình báo và lên kế hoạch cho chiến dịch phản công nhắm vào Hamas. Ở phía bên kia chiến tuyến, Iran kêu gọi các nước Hồi giáo và Ả Rập hợp tác đối đầu Israel, ngăn chính quyền Do Thái diệt chủng người Palestine. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cảnh báo, mặt trận mới nhằm vào Israel trong xung đột với Hamas có thể mở ra, tùy thuộc vào những hành động tiếp theo của Tel Aviv. Chính bản thân Iran cũng đã điều động các đơn vị từ khu vực Deir Ezzer đến gần Damascus và tiến về phía biên giới Israel với danh nghĩa phòng thủ chủ động như một động thái nhằm thể hiện lập trường cứng rắn của mình. Các nguồn tin an ninh ngày 14 tháng 10 cho biết, nhóm Hezbollah tại Lebanon đã nổ súng vào một số tiền đồn biên giới phía bắc của Israel. Quân đội nước này sau đó đã pháo kích đáp trả. Giao tranh làm dấy lên lo ngại Hezbollah sẽ mở mặt trận thứ hai, trong khi chiến sự Israel-Hamas chưa đến hồi ngã ngũ. Được biết, Iran và Hezbollah trước đó đã cảnh báo giao tranh quanh dải Gaza có thể leo thang thành xung đột trong khu vực. Nhưng điều đó gần như không làm lay động quyết tâm báo thù của Israel. Nước này tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch hiệp đồng trên bộ, trên biển và trên không để đáp trả Hamas ở dải Gaza. Được biết, riêng trong ngày 15 tháng 10, họ đã tấn công hơn 250 mục tiêu trên khắp dải Gaza. Các mục tiêu bao gồm trụ sở quân sự của Hamas và phong trào thanh chiến Hồi giáo Palestine, các trạm quan sát, một số bệ phóng tên lửa. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng báo cáo rằng máy bay chiến đấu của họ đã giết chết Merab Abu Merad, một trong những chỉ huy của Hamas, chịu trách nhiệm chính về vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Tại Liên minh châu Âu, quan điểm của các thành viên cũng hết sức chia rẽ. Dù lên án hành vi khủng bố của Hamas, nhưng một số quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha cũng tỏ ra bất bình với quyết định tấn công mục tiêu dân sự bất chấp luật pháp quốc tế của Israel. Khi phân tích về tương quan giữa hai bên, ta có thể thấy
Dù về thực lực, lực lượng Hamas chỉ với súng chống tăng, tên lửa phòng không vóc vai và đạn phản lực hết sức thô sơ, không thể xứng làm đối thủ với quân chính quy Israel. Tuy nhiên, lực lượng Hamas lại có lợi thế là hiểu biết rất rõ địa hình tại Gaza và cải tiến nó từ lâu để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với quân Israel. Họ cũng thường áp dụng chiến thuật cất giấu vũ khí và binh lính ẩn khuất trong các khu vực dân sự và di chuyển tấn công bất ngờ đối phương từ những nơi này. Đây cũng là lý do cho loạt phản ứng có phần cực đoan của Israel khi không ngần ngại tấn công vào cả mục tiêu dân sự mà họ cho là có sự hiện diện của các nhóm chiến binh Hamas. Bất chấp hành động này có thể gây thương vong cho thường dân. Phạm vi cuộc chiến có dấu hiệu mở rộng khi vào ngày 12 tháng 10, Israel đã tiến hành đồng thời các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai sân bay chính ở thủ đô Damascus và thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria. Nước này đã triển khai lực lượng phòng không để đáp trả cuộc tấn công. Những quốc gia Hồi giáo như Iran hoàn toàn có thể quy vào đó là hành vi diệt chủng người Hồi giáo, qua đó kích động các quốc gia Ả Rập cùng đồng thời có biện pháp chống Israel. Không nói đâu xa, ngày 16 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cảnh báo một hành động phủ đầu có thể sẽ diễn ra trong những giờ tới, đồng thời cho biết Israel sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu thực hiện bất kỳ hành động nào ở dải Gaza. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng không quên khẳng định rằng, trong khi Tehran ủng hộ người Palestine, thì mặt trận kháng chiến chống lại Israel lại đưa ra những quyết định độc lập của riêng mình. Chính Lầu Năm Góc cũng khẳng định khả năng Iran can thiệp vào cuộc chiến này là không thể loại trừ. Một đồng minh trên danh nghĩa của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ cũng có khả năng can thiệp nếu xung đột gia tăng, nhất là tình huống quân chính phủ Syria hoặc một nhóm dân quân tiến vào Israel hùa theo phong trào tấn công do Iran phát động. Đến lúc này, có lẽ các bạn cũng đã mường tượng ra viễn cảnh tồi tệ mà chúng tôi mới đề cập đến. Không sai, đó chính là tình huống lời hiệu triệu. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm phải phản ứng. Chúng ta phải phản ứng của nhà lãnh đạo tối cao Iran được thực hiện một cách cực đoan nhất, thổi bùng lên cuộc chiến chống Israel một lần nữa tại Trung Đông. Nếu nhìn vào những trận chiến giữa Israel và các quốc gia Hồi giáo trong quá khứ, ta sẽ không ngoại trừ khả năng Israel sẽ huy động mọi nguồn lực trong thời gian ngắn nhất để nghênh chiến. Đến đây, các bạn xin hãy lưu ý rằng, ngay cả trong thời điểm hiện tại, dù xung đột vẫn chưa vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng nhiều quy tắc liên quan đến nhân đạo, hỗ trợ người dân đã bị các bên liên quan trực tiếp, gián tiếp đến xung đột lợi dụng nhằm củng cố lực lượng. Israel thì càng cảnh cáo qua loa về các vụ tấn công, bị tình nghi tấn công cả bệnh viện, trong khi các nhóm vũ trang lại duy trì chiến thuật gắn chặt với thường dân. Do vậy, chúng ta sẽ không bất ngờ nếu cuộc xung đột tại đây chuyển thành chiến tranh tổng lực, khi các quốc gia đối mặt với nguy cơ diệt vong, mọi quy tắc liên quan đến nhân đạo đều sẽ bị loại bỏ. Tất cả chỉ nhắm đến một chiến thắng cuối cùng. Trong viễn cảnh đó, các lực lượng Hồi giáo có thể áp dụng chiến thuật bao vây, cô lập Israel thay vì tấn công ồ ạt để chuốc lấy thất bại như những lần trước. Israel không thể duy trì một cuộc xung đột kéo dài vì phần lớn quân đội của họ là lực lượng dự bị được rút ra từ lực lượng lao động. Điều đó cũng có nghĩa là đối thủ của người Do Thái có thể vui mừng mỗi khi thấy quân số của IDF ngày càng tăng thêm. Vì cứ mỗi lần như vậy, Israel lại mất đi một phần nhân lực lao động vốn đã rất ít ỏi. Nhiệm vụ của họ chỉ là kiên trì duy trì thế bao vây trước đối phương. Để cụ thể hóa sức nguy hiểm của chiến lược này đối với quốc gia Do Thái, kiến thức quân sự xin mời các bạn cùng nhìn vào bản đồ trên màn hình. Israel nằm ngay sát lãnh thổ của các quốc gia Hồi giáo thù địch với họ. Ngay cả Ả Rập Saudi, sau khi được Mỹ tác động, cũng từ chối bình thường hóa quan hệ với Israel. Không giống như các quốc gia bị cô lập trong quá khứ như Iran, Nga, Trung Quốc hay kể cả là Nam Phi, địa thế Israel không có khả năng chịu đựng sự cô lập dù chỉ trong thời gian không quá dài. Diện tích lãnh thổ nhỏ với địa hình sa mạc chiếm phần lớn, Israel ngay cả trong thời điểm hiện tại cũng phải nhập khẩu phần lớn lương thực, toàn bộ dầu mỏ và phụ thuộc vào xuất khẩu để cân bằng chi tiêu và duy trì tốc độ tăng trưởng. Đó là một trong những lý do chính tại sao Israel chưa bao giờ tham gia một cuộc chiến nào quá một tháng kể từ cuộc chiến giành độc lập năm 1948. Đối với Iran, tình hình lại càng trở nên khó khăn hơn do Israel không nằm giáp lãnh thổ Iran. Vì vậy, kế hoạch tấn công phủ đầu vốn là sở trường của IDF lâu nay và Iran gần như là bất khả thi. Nếu không thành công trong chiến lược tiêu diệt quân địch trong một thời gian ngắn, họ sẽ phải lâm vào thế phòng thủ và ngày càng thiếu thốn. Rõ ràng, thay vì nhắm vào IDF, các thế lực quân sự có thể tập trung công kích vào điểm yếu chí tử là mọi con đường từ bên ngoài dẫn đến Israel.
Đến đây, trường hợp đáng lo ngại hơn sẽ là các quốc gia Ả Rập đồng loạt bao vây, cô lập Israel. Đồng thời, tiến quân đánh chiếm từng vị trí của quốc gia này một cách từ từ, chắc chắn, kiểu tắm ăn sâu. Đi đến đâu, lập đồn trại, hảo tuyến đến đó. Trước khi các lực lượng tấn công, đứng đầu là Iran, chuẩn bị quá cầu thả cho mọi hành động, tạo điều kiện cho Israel đột kích, tạo nên kỳ tích một lần nữa, còn không thì tình hình của IDF sẽ rất bị đát. Hãy nhớ rằng, người ta không cần một cuộc chiến kéo dài 8 năm như chiến tranh Iraq-Iran vào những năm 80. Một năm là quá đủ để quốc gia Trung Đông này phải tê liệt toàn diện. Quân đội tinh nhuệ nhất Trung Đông sẽ không được trả lương. Xe tăng Merkava, trực thăng Apache, tiêm kích F-16 hiện đại sẽ không còn đủ nhiên liệu để vận hành. Nếu tất cả mối đe dọa này hội tụ, Israel cũng sẽ không đứng yên mà phải đối phó bằng tất cả những gì mình có. Đầu tiên, các nguồn lực được tích trữ sẵn, kể cả từ nước ngoài sẽ được triệu hồi khẩn cấp về nước để tham chiến. Tất cả chỉ để tung đòn tấn công về một cánh quân đang bao vây như trong chiến tranh 6 ngày. Nếu không giành được chiến thắng áp đảo thuyết phục trong thời gian cho phép và quân đồng minh không đưa quân hỗ trợ trực tiếp, họ sẽ buộc phải kích hoạt bộ ba hạt nhân, tạo thành một cuộc chiến cuối cùng đồng quy vô tận với kẻ thù. Mở màn, các loại bom nguyên tử và đạn pháo gắn đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ sẽ giáng xuống điểm đóng quân của quân chủ lực đối phương. Tiếp đó, ít nhất 4 tàu ngầm Dolphin sẽ nhận lệnh tham chiến. Bộ tên lửa hành trình Popeye-Turbo mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn đủ để vươn tới bất kỳ thành phố trọng yếu nào của các quốc gia thuộc khối Ả Rập. Cuối cùng, khi không còn điều tồi tệ nào có thể xảy ra được nữa, còn át chủ bài của Israel cũng phải xung trận. Không sai, đó chính là loại tên lửa đạn đạo Jericho 3 độc nhất của người Do Thái, với tầm bắn 6.500 km, mang theo đầu đạn hạt nhân nặng 750 kg. Sẽ được điều đến thăm bất kỳ quốc gia Trung Đông, Châu Phi, Châu Á, Châu Âu nào mà họ cho là phải chịu trách nhiệm trong nguy cơ diệt vong của dân tộc mình. Nhưng dù sao, khả năng một kịch bản như vậy được hiện thực hóa là vô cùng nhỏ. Các quốc gia hiện đại thường có xu hướng kích động các đối thủ tiềm tàng tấn công nhau hoặc tham gia khi đã nắm chắc phần thắng, chứ không ai muốn mình là kẻ châm ngòi chiến tranh hoặc xung đột khi lợi ích chưa rõ ràng. Ngoài ra, những thế lực đứng đầu thế giới Hồi giáo như Iran dù muốn diệt vong Israel bằng bất cứ cách nào, kể cả trường hợp phải đánh đổi toàn bộ tính mạng của các binh lính do họ tài trợ, ngoại trừ việc khiến chính tổ quốc phải hứng chịu thiệt hại đến mức không thể phục hồi. Còn đối với những siêu cường quốc tế, vai trò của các nước nhỏ thân cận cũng chỉ được đong đếm bằng lợi ích mà họ mang lại. Họ sẵn sàng bỏ rơi đồng minh nếu lợi ích mang lại lớn hơn tổn thất nó mang đến. Trong trường hợp ở Israel, rõ ràng việc để mất quốc gia này giữa bối cảnh hiện tại là không thể chấp nhận đối với Hoa Kỳ, cường quốc đứng sau Israel. Do vậy, bản thân Mỹ cũng đang tìm mọi cách để điều tồi tệ nhất không xảy ra. Động thái đáng chú ý của siêu cường này là việc triển khai đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến 26, một lực lượng đặc biệt có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ tới Trung Đông. Một số đồng minh khác như Anh Quốc cũng tỏ ý sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết. Rõ ràng, đó sẽ là hành động có phần thừa thãi nếu đối tượng cần tiêu diệt chỉ là Hamas, hay thậm chí là một mặt trận khác của Hezbollah. Nhưng nếu tính đến nguy cơ các bên lợi dụng tình hình để can thiệp vào cuộc chiến của quốc gia Do Thái này, đây vẫn là hành động rất hợp lý. Song song với đó, việc triển khai các nhóm tác chiến tàu sân bay cũng được xem là tín hiệu cảnh báo của Mỹ tới đối thủ Iran về cái giá phải trả nếu họ hành động thiếu kiểm soát. Do vậy, các biện pháp gian đe của người Mỹ được đánh giá là chỉ có thể mang tính gian đe, cũng như giữ cho tình huống không được phép tồi tệ hơn được nữa. Thế nhưng ngay cả khi viễn cảnh tựa tận thế chúng tôi vừa đề cập chỉ có nguy cơ xảy ra với tỷ lệ rất nhỏ, thì người Israel cũng không mấy vui vẻ với tình huống thứ hai sau đây. Không sai, đó chính là trường hợp IDF bị sa lầy trong cuộc chiến chống lại hai lực lượng Hamas và Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Nếu xét về sức mạnh tổng thể, lực lượng của Hamas có chưa đến 10.000 chiến binh, tính cả Hezbollah với gần 100.000 lính, được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa chính xác, máy bay không người lái cũng chưa phải là đối thủ của Israel trên một cuộc chiến tranh quy ước. Nhưng trong một cuộc chiến phi truyền thống, mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Ngay tình thế trước mắt, lực lượng phòng vệ Israel cũng đang gặp khó khi đương đầu với nguy cơ bị tấn công từ thành phố ngầm của Hamas. Vâng, đó chính là hệ thống đường hầm cực kỳ đồ sộ và phức tạp, đứng vững qua bao năm tháng dù thường xuyên bị Israel và đồng minh tìm cách phá hoại. Theo một số nguồn tin, chiều dài của các đường hầm này lên tới 500 km, trong khi kích thước của toàn bộ dải Gaza chỉ là 40 x 12 km.
Chúng được đào ở nhiều cấp độ khác nhau, độ sâu tới 35m. Một số đường hầm có lối thoát bí mật sang các nước láng giềng Ai Cập. Đây là nơi đặt các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và đạn dược của Hamas. Có bằng chứng cho thấy, trong các đường hầm riêng biệt, thậm chí còn có đường ray để di chuyển các vật nặng bằng xe gòn. Trong đó có thông tin liên lạc, có hệ thống gió và ánh sáng, được cung cấp bởi máy phát điện tự động. Các lối vào được ngụy trang của mê cung dưới lòng đất này thường nằm trong các tòa nhà dân cư hoặc các tòa nhà công cộng khác. Nhiều phân tích cho thấy, quân đội Do Thái nếu tiếp tục hành động chậm rãi trong thế vừa tấn công vừa đề phòng bị đánh úp, có lẽ cũng phải mất khá khá thời gian để vô hiệu hóa hệ thống đường hầm của Hamas. Chính điều này đang gợi nhớ cho các nhà phân tích về viễn cảnh Hamas sẽ sử dụng kiểu chiến thuật tương tự như tổ chức khủng bố IS khoảng 9 năm về trước, gọi là mê cung đường hầm. Theo đó, những tên phiến quân thường đợi trong đường hầm cho đến hết đợt pháo kích, rồi mới bất ngờ xuất hiện ở những nơi không ai ngờ tới. Những kẻ tự ý truy kích có thể bị lạc đường và bị phiến quân chia cắt, tấn công. Hamas còn có lợi thế hơn IS khi họ nhận được tiếp tế từ bên ngoài thông qua đường hầm. Còn bên trên bề mặt, IDF dù tỏ ra chắc chắn về kế hoạch loại bỏ Hamas khỏi địa cầu, nhưng ngay việc họ phải cảnh báo trước vị trí tấn công cho người dân Gaza cũng có thể đảm bảo cơ hội cho kẻ thù của họ trà trộn vào thường dân, sơ tán đến những nơi an toàn. Israel nếu không tấn công với mật độ dữ dội hơn, sẽ không đảm bảo diệt trừ Hamas như họ đã tuyên bố. Nhưng nếu tiếp tục gây thương vong cho người Ả Rập, ý định của Hamas cũng được coi là thành công một phần khi đã khiến đất nước Do Thái bị quay lưng ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là ở những nước có cộng đồng Hồi giáo. Đối phương càng có lý do để quy chụp cho Israel có âm mưu diệt chủng người Ả Rập, đồng thời tìm cách phớt lờ đòn tấn công phủ đầu của Hamas hôm 7 tháng 10. Rõ ràng, việc vừa phải kiềm chế, không vi phạm quá sâu vào các thông ước quốc tế, vừa phải diệt tận gốc kẻ thù yếu ớt, nhưng dai dẳng, chưa bao giờ là dễ dàng. Đã thế, Gaza là nơi có vô số nhóm vũ trang của người Palestine. Những tổ chức này không có nhân lực hay vũ khí hạng nặng như Hamas, nhưng họ đủ đông để gây ra sự phản kháng nghiêm trọng trên đường phố. Mặt trận với Hezbollah mở ra với sự tham gia rộng rãi của các máy bay không người lái, tên lửa hiện đại do Iran sản xuất, bất chấp sự đe dọa của Mỹ có thể khiến Israel chịu tổn thất nặng nề. Kể cả quân đội của người Do Thái có tiêu diệt số lượng lớn quân Hezbollah. Tổ chức này cũng có thể dựa vào nguồn cung hết sức dồi dào để tồn tại, vừa lẩn trốn vào cộng đồng dân cư, vừa duy trì quấy phá lâu dài Israel. Mục tiêu cuối cùng chỉ là bào mòn liên tục, không để Israel yên ổn tại Trung Đông. Ngay đối với Hoa Kỳ, nước này cũng nhiều lần lên tiếng kêu gọi Israel kiềm chế. Dù họ không thể bỏ rơi Israel lúc này, nhưng rõ ràng việc dồn nguồn lực để bao vây, răn đe xung quanh Trung Quốc, kể đến là Ukraine trong mục tiêu đối phó Nga, vẫn cấp bách hơn rất nhiều. Vậy liệu quân đội Israel đã có biện pháp gì để ngăn chặn hai nguy cơ tồi tệ này? Cuộc xung đột Trung Đông rồi sẽ đi về đâu? Trước mắt, chúng ta chỉ có thể nhìn vào các bên liên quan như Mỹ, Iran, sử dụng các quân cờ của mình như thế nào. Và chiến thắng cuối cùng chỉ có thể phụ thuộc vào bên có hành động thiết thực nhất, chứ không thể thuộc về bên khóc to nhất hay gõ bàn phím mạnh nhất. Vậy theo các bạn, cuộc xung đột này rồi sẽ đi về đâu? Liệu có một lúc nào đó Trung Đông có thể nhường danh hiệu lò lửa chiến tranh cho khu vực khác? Hãy để lại bình luận xuống phía bên dưới. Còn bây giờ thay mặt ekip, mình xin chào và chúc các bạn có một ngày tốt lành.